Hello nhà mình, xin chào cả nhà. Xin chào. Hello. Hiện tại thì mình đang trên đường đi học và bây giờ là 7:30 sáng. Rồi hello, đây là anh Tuấn. Tầng thứ ba rất đẹp và chúng ta sẽ lơ lửng ở trong lòng con thác, thác chảy ở ngoài mình đi ở trong. Đoàn Everest Việt đang tổ chức tour đầu tiên cho chinh phục thác 3 tầng ở Tà Đung. Đây là một con thác cao khoảng 100m với 3 tầng nước khác nhau. Chúng ta sẽ trải nghiệm từ cảm giác chúng ta lọt vào trong khe nước, rồi chúng ta lại đi ở dưới trong lòng thác với những cái cung bậc cảm xúc rất là ấn tượng. Và sau cái chặng trình này, Duyên sẽ cập nhật những hình ảnh đẹp hơn cho gia đình mình. Hy vọng là chúng ta sẽ có được những chuyến đi đặc biệt chung với Everest Việt đang trải nghiệm. Sau hành trình hơn 8 tiếng trên xe thì đoàn Everest Việt mình đã đến điểm dừng chân. Ở đây thì mọi người sẽ xuống đây thay đồ ăn sáng, chuẩn bị hành trình, hành lý để chinh phục thác 3 tầng. Thác 3 tầng thì tọa lạc tại địa điểm là xã Đắk Song, huyện Đắk Rông, tỉnh Đắk Nông. Bây giờ thì mình sẽ đi phỏng vấn thử một số thành viên Everest Việt sau khi công bách thác 3 tầng. Nói luôn. Rồi, đó đi, đó đi, đó. Đừng lại quay rồi đó. Nói gì? Rồi, một thành viên lâu năm của team Aerovet chia sẻ một ít kinh nghiệm và trong lần đầu tiên được đi Tà Đùng. Kinh nghiệm mà lần đầu tiên được đi Tà Đùng là chống gỏng, nó không có gì hết, tại lần đầu tiên đi mà nên nó chống gỏng là phải rồi. Chống gỏng nha. Cái chống gỏng này thì nó có hai nghĩa là một là không biết gì, còn hai là sáng sớm đói bụng quá nên chống gỏng. Rồi, xin giới thiệu đây là anh Đạo, là một bên kỹ thuật của team Everest Việt. Cái anh Lung. Đó, đúng rồi, rồi như vậy á, sao mà Everest Việt nha bà. Che lại không thấy. Bỏ đây ra. Rồi, hello, đây là anh Tuấn, chuyên phụ trách về photo và bay flycam của team Everest Việt, gọi là media. Rồi, Tuấn chia sẻ vài lời anh Tuấn. Chung này nó bị khùng. Cái gì? Nói gì nói nghe coi được. Tạo thế các kiểu đi chứ. À được rồi má. Này. Ủa là media giờ mà nói một câu tiếng Việt cũng nói. Đấy là trên media là không bao giờ được lên rồi đấy em. Ăn sáng xong, mọi người cũng đã thay đồ xong, mọi người đang chụp hình, trò chuyện với nhau. Khoảng 15 phút nữa thì đoàn mình sẽ xuất phát. Để mình đi nghe xem thử là mọi người đang trò chuyện những gì nha. Một dây đi của anh là một dây phụ người khác nữa. Rồi ở dưới chân là cái có người giữ dây dưới chân nữa. Chân nối là 63. Bình thường mình là 9 mấy, 98 chỉ cần 95 thôi là mình phải đi thở rồi đó, thở máy rồi đó, 95-90. Nhưng mà lên tới chân núi nồng độ oxy trong máu còn 63. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái con thác này theo ước tính rơi vào khoảng 100m tổng chiều dài. Nó có 3 tầng với 3 cái trải nghiệm khác nhau. Tầng đầu tiên thì chúng ta xuống là chúng ta sẽ đi cặp bên thông thác. Tầng thứ hai là chúng ta sẽ đi vào giữa con thác. Và tầng cuối cùng là chúng ta sẽ đi vào lòng con thác. Nha, nó có 3 trải nghiệm chính xác là như vậy ha. Tầng thứ ba rất đẹp và chúng ta sẽ lơ lửng ở trong lòng con thác, thác chảy ở ngoài mình đi ở trong. Nha. Còn tầng thứ nhất là mình đi cặp bên hông con thác. Còn tầng giữa đó là chúng ta sẽ đi vô cái gần giữa con thác luôn, nước sẽ xối thẳng vào người mình. Thì lưu ý là xuống dưới sợ là Nhiên nói sẽ không nghe rõ, ở đây Nhiên sẽ chia sẻ là nhà mình là đã từng đi Absolute rồi. Kỹ thuật cũng giống như là chúng ta đi những lần trước đó. Sử dụng dây an toàn của chính mình cộng với một dây của người huấn luyện viên, người ta hỗ trợ cho mình, và một người ở dưới chân thác là sẽ hỗ trợ trong những trường hợp mà gần về đích. Và những trường hợp gần về đích là chúng ta hay buông tay này kia đó, là nó thu nhanh thì có người ở dưới đó người ta cũng giữ dây là chúng ta đều đứng lại được hết. Nha, là có 3 cách để chúng ta bảo vệ an toàn. Và con thác này nó khác hẳn so với con thác phi liên hay là những cái trước đó nhà mình đi. Con thác là chúng ta sẽ đi vào thẳng trong nước. Thẳng trong nước thì nó có một cái vấn đề, khi vào trong nước thì chúng ta sẽ hay bị hết hồn.
mình đang đi ngang mặt nước như thế này là nó sẽ hút mình vào trong nước luôn, nốt mình vào trong nước mà nó đè mình vô trong cái lòng thác nha. Lưu ý ha, nó đè vô trong lòng thác thì không có cái gì mà mình bất ngờ cả. À, khi mà đè vào thì lưu ý mình hay có thói quen là mình ngồi lia lẹ, mình hít lia lẹ thì mình sẽ bị uống nước vào trong lòng thác. Lưu ý chúng ta chỉ cần gục đầu, khi mà chúng ta không cảm thấy mà nước nhiều quá chúng ta chỉ cần gục đầu như thế này thôi là cứ đi bình thường, là nó sẽ tạo một lỗ hổng ngay phía dưới cái mặt của mình và chúng ta hít thở bình thường nha. Còn nếu mà chúng ta cứ dựng cái mặt lên như thế này là nước chảy xuống, nhớ như nha. Cứ khi nào mà thấy nước nó tạt vô chúng ta gục đầu xuống như thế này. Trong trường hợp mà mình bị trường hợp mà ngợp quá ha, vui lòng giơ tay lên vẫy, Nhiên đứng ngay vị trí ở đằng sau mình đó, Nhiên sẽ lôi mình ra ngoài, đuổi ha. Còn nếu mà mình tự đi được thì chúng ta đó là một cái trải nghiệm rất hay để chúng ta vượt qua cái giới hạn của mình. À, nhưng khẳng định nó không có nguy hiểm, nhưng mà mình sẽ bị rối loạn ngay lúc đầu, mình không biết sẽ xử lý như thế nào. Nhưng mà kỹ thuật là nhớ, khi mà chúng ta thấy ngợp chỉ cần gục đầu thôi và chúng ta sẽ thở được ngay. Đó là cái kỹ thuật, khi mà đụng trường hợp nào cũng đừng quên cái kỹ thuật đó, để bắt đầu mình uống nước là mình khỏi cần uống nước suối luôn á. Có nước suối luôn, suối lớn. Còn đồ đạc hành lý nha nhà mình. Đồ đạc hành lý lưu ý chúng ta có thể mang theo đồ để chúng ta xuống chân gác trong thay cho đỡ lạnh. Còn ai muốn để nguyên vậy thì cũng có thể. À, buổi trưa chúng ta sẽ nhận lại hành lý của mình ở trên xe. Sau khi con thác xong thì Nhiên sẽ sắp xếp là đội ngũ của mình như thế này. À, Nhiên là sẽ người xuống đầu tiên, sau đó một thành viên trong đội của Nhiên sẽ xuống thứ hai để chia ra từng chặng để hỗ trợ cho đồng minh. Và thành viên tiếp theo đó là anh Đào Hữu Khương, là thành viên chụp hình rất kỳ cựu ha. Anh này chụp hình khá đẹp, đó là anh sẽ xuống trước để anh sẽ lấy được những góc ảnh ở bên dưới. Còn ở phía trên thì anh em có thể ai mà hy sinh thì chúng ta xuống sau cùng để chụp hình, và không xuống sau cùng thì vẫn có đội ngũ của Everest Việt mà sẽ chụp hình cho mình. Còn flycam thì anh nào có flycam thì chúng ta có thể xuống trước để chúng ta tác nghiệp, cái đó tùy ha. Còn những đồ đạc không được ở trên được, nhưng mà cái đó là kỹ thuật nha. Kỹ thuật của mỗi người, mình quan sát để mình xem như thế nào. Rồi khi tới đầu thác này nó không có không gian rộng lớn, nó có những cái điểm chúng ta có thể chơi chụp hình thì được, nhưng mà không ra ngoài đầu thác, đó là nguyên tắc của Everest Việt Nam. Mà sẽ có những sợi dây chắn đường, khi mình ra tiếp xúc con thác thì đều được móc vào dây an toàn khi di chuyển ra. Còn nhà mình mà ở trên thì chúng ta đi chơi cách con thác theo đúng quy định của những người hướng dẫn, chúng ta không phá luật, tại vì cái này là nguyên tắc và để tạo sự an tâm cho những người xung quanh. Bởi vì mình có thể tự tin và mình có thể đủ khả năng, nhưng mà có những người ta hơi yếu tâm lý á, người ta chỉ cần nhìn người khác đi hơi treo leo thôi là người ta đã bị hồi hộp rồi. Nên trường hợp đó mình cũng giúp đỡ những cái người xung quanh một chút để cho đoàn mình được trọn vẹn hơn. Đó là cái hành trình mình đi thác, và chiều nay Nhiên sẽ thông báo tiếp những cái hành trình tiếp theo. Tập trung ở đây chút xíu, Nhiên hướng dẫn lại, ôn lại kỹ thuật chút nha. Hello nhà mình, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Rồi nhà mình đủ đây hết chưa? Thấy hình như chưa đủ á. Đủ rồi đó. Giờ thì tụi mình đang đi vào đỉnh thác. Để vào được đỉnh thác thì mình phải đi qua một số rừng cây. Thì đó, các bạn có thấy con suối không? Bây giờ tụi mình sẽ phải băng qua con suối đó, đi lên đồi một chút xíu nữa thì mình sẽ tới đỉnh thác. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi vào đỉnh thác, mình sẽ quay một số cảnh đi vào cho các bạn coi nha. Không khí ở đây thì rất là tuyệt vời, rất là trong lành mát mẻ. Các bạn có nghe được tiếng suối chảy không? Cảm giác thật yên bình, tuyệt vời lắm luôn á. Vậy thì mình sẽ vào thác, các bạn sẽ chiêm ngưỡng ở đầu đỉnh thác nha. Xíu nữa thôi chúng ta sẽ tới được đỉnh thác. Các bạn có thấy cà phê kế bên? Cà phê này là của người dân ở đây, chúng ta họ trồng. Mình chỉ đi băng nhờ và đi băng qua một chút mà thôi.
Đây, đây là đỉnh thác, mọi người thấy nước chảy. Từ từ, cho mình quay ra ngoài. Để mình quay ra ngoài cho mọi người coi nha. Đây. Đó, ngoài kia là thác nó vừa mới chảy ra. Để mình đi tới đó, mình sẽ quay cho mọi người coi. À, thì anh em Everest Việt bên nội bộ đang set up dây cho mọi người à. Đu thác. Đây là anh Trọng, team kỹ thuật bên mình. Ngoài kia tháo đỏ đỏ đó là anh Luân, cũng là team kỹ thuật bên mình. Thì mọi người đang xếp dây cho mọi người đu xuống. Từ đây thì mọi người sẽ đu xuống dưới. Con thác này cao khoảng hơn 80m, rất là tuyệt vời luôn. Giờ thì xem mọi người đu thác. Sau khoảng thời gian leo thác, mọi người chơi thác xong rồi thì bây giờ cũng đã gần trưa và tụi mình chuẩn bị ăn trưa. Đầu kia là con sông Đồng Nai, không biết mọi người có thể thấy rõ, đó là một phần của con sông Đồng Nai. Mọi người có thể thấy là ở đây á, nông sản chính của mọi người chủ yếu là cà phê rất nhiều luôn. Mùa này thì cà phê đang ra quả, ra hạt. Giờ thì mình sẽ di chuyển lên chỗ ăn trưa. Đây là địa điểm ăn trưa của tụi mình. Ăn trưa với một không khí rất là tuyệt vời luôn mọi người, mát mẻ sau khi chơi thác nữa. Mọi người đang bàn bọn xuống để sôi nổi. Ăn trưa ở đây vừa được hưởng cái không khí rất là tuyệt vời mà vừa được ngắm một cái view hồ rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người có thấy trong khung hình nó có đẹp không chứ? Ngoài đời thưa, ngoài này thật sự đẹp luôn, thật sự rất là đẹp. Sau khi ăn trưa thì rồi mình nghỉ ngơi một chút, tụi mình sẽ tiếp tục. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi vào trong rừng một chút để ngắm phong cảnh ở trong rừng dưới những tán cây. Ở trong rừng thì có những cái cây rất là cao luôn, mọi người thấy cái cây này rất là cao to, quá đẹp luôn. Này,
biết cây này cây gì thì comment cho mình biết ở dưới nha. Bây giờ chúng ta sẽ có một hành trình đi khoảng nửa tiếng cho tới 40 phút. Ta tới được vị trí chân của ngọn núi Rùa Hồng. Có một bài hát rất nổi tiếng về cái đỉnh núi này. Đỉnh núi này là một trong những đỉnh núi đặc biệt và duy nhất ở đây có thể ngắm được cái mây giống như ở Tây Bắc. Chúng ta chịu khó là tối ngày hôm nay chúng ta cũng cắm trại trên đó. Lỡ mà xui rủi trời mưa thì nhà mình cũng thấy nó là một kỷ niệm đương nhiên. Chứ nhìn gọi điện trời hoài mà không không bắt máy. Nên là thôi, nhà mình cứ xác định là mình tự bươn tự chải. Thì bên nhiên cũng có liều trại cố gắng hết sức mình. Cho nhà mình sẽ có được một cái chuyến buổi tối ngày hôm nay ấm cúng. Hy vọng trời cũng sẽ ủng hộ cho ngày mai chúng ta sẽ có một thời tiết đẹp hơn. Chúng ta ngắm mây là trọn vẹn. Rồi anh chị nào mà có cái gì đó hơi bất thường về chân tay, đặc biệt là những cái đầu gối mà sưng tấy hay là bầm dập thì báo cho Nhiên nha. Để Nhiên thông báo đó là một hiện tượng bình thường. Rồi xin cảm ơn nhà mình ngày hôm nay hợp tác và chơi hết mình. Bánh trái quá trời luôn. Anh mua đá gì? Mua đá đi anh. Mua đá. Xin mua đá. Đá mình sẽ mang lên núi. Hai chị làm gì mấy em đó? Dụ dỗ con người ta lên Sài Gòn đúng không? Rồi ra lấy đồ chị thương rồi. Let's go. Này mọi người, hoa này là hoa đu đủ đực đúng không? Này là đu đủ đực đúng không? Nước này bán bao nhiêu một lon? Hỏi mẹ đi, anh mua một lon anh uống. Mẹ. Mấy người Mông này mà. Để thử đồ thổ cẩm. Giờ thì mình đang chờ cùng với các anh bọc tơ địa phương mang đồ lên trên núi. Giờ bên đoạn Everest mình mọi người đã lên trước rồi. Đây mình sẽ anh bọc tơ địa phương sẽ leo lên sau và mình sẽ cầm đồ ăn và một số dụng cụ khác. Bây giờ tụi mình sẽ leo núi rồi. Rồi thì giờ mình tắt video. Gặp được cảnh nào đẹp thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Mọi người có thấy cái đỉnh núi trên kia không? Bây giờ là tụi mình phải leo lên trên nó. Từ đây nó khoảng tầm bao nhiêu mét nữa anh? Đi bộ chắc cũng phải tầm 2 cây nữa nha. 2 cây gì? Đi bộ á. Hơn. Đi bộ 2 cây. Không phải đi thẳng mà. Đỉnh núi đó được. Núi này tên gì anh? Rơ Hồng. Rơ Hồng hả? Núi này núi Rơ Hồng. Đỉnh núi này cao hơn mà mực nước biển khoảng 1.100 mét. Giờ tính là sáng mai sẽ săn được mây. Sẽ như Tây Bắc luôn. Mọi người cùng đón chờ video. Giờ mình phải tiếp tục leo đây. Mình đã leo được hơn 2/3 quãng đường rồi. Còn khoảng 100 mét nữa sẽ lên đỉnh rồi. Mọi người nhìn nè. Xung quanh toàn những đồi thật hơn. Nhìn có khác gì Tây Bắc đâu. Thì người ta gọi ta đùng là bên Hạ Long trên cạn. Mà mình
không đi phía bên hơi lâu mà mình leo phía bên toàn đồi thôi. Mọi nhìn toàn đồi thôi, đẹp không? Thấy bên kia có mây không mọi người? Dự kiến sáng mai thì bên này cũng như vậy á, mà nó sẽ thấp như bên kia kìa. Thấy không nè, sáng mai mong mình sẽ săn được mây. Mình sẽ quay cảnh cho mọi người xem. Giờ mình leo đi, còn chút xíu nữa mình lên tới đỉnh rồi. Lên tới đỉnh thì mình sẽ quay đoạn mình và trên đỉnh cho mọi người xem. Làm gì có để lên tới đỉnh rồi nè mọi người. Cái là leo của mình. Làm đang thay đồ mà mở ra cái đó. Trời. Anh em mình thì làm gì có ai rình. Ai bảo là không ai rình. Nè, các anh em bọt tơ ở địa phương đang chuẩn bị bữa tối cho đoàn mình. Bữa tối hôm nay thì có cá lăng, gà nướng và một nồi lẩu và một số thức uống đặc trưng ở địa phương như là rượu cân. Giờ thì món ăn này chắc sẽ nướng sẽ lâu. Giờ thì mình sẽ quay ra ngoài cho mọi người xem. Giờ thì mây nó đã tới như là hồi nãy mình chỉ bên kia rồi. Giờ mây nó đã tới rất là nhiều rồi, phủ kín cả chỗ này. Tí nữa mây tan mình sẽ quay cảnh mây tan. Ê mọi người ơi, mời mọi người ra ăn tối nè. Ra ngoài nhớ khóa cửa đều lại nha. Giờ thì tụi mình sẽ ăn tối. Giờ thì mọi người đang ngồi xung quanh lại trong ăn tối. Ngoài trời thì đang mưa, mọi người có thể nghe tiếng mưa trên bạc không? Trời mưa cũng tuyệt vời. Trong quá trình ăn tối thì mấy anh địa phương ở đây cũng rất là thân thiện, phục vụ ca hát cho bọn mình. Thì mấy anh địa phương này hay hát rất là hay luôn mọi người. Mọi người cùng nghe những bài hát mà mình quay lại được nha. Chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời. Một đêm trời không trắng sao, chẳng đã đi xa, thật xa rồi. Vì cuộc chiến tranh, chất đông nửa nặng che khuất núi đồi. Và chỉ còn tiếng sao kia, thao thức đêm từng đêm về. Và chỉ còn tiếng ca, chàng trai hát thôi. Người yêu ơi, đêm bao ngỡ ngàng, đêm gọi em đến trao tìm cho anh. Thời gian sao ngừng vội, còn đâu những tháng năm bên nhau. Chờ em bóng đêm dài, chờ em trời chưa sáng cho ta gặp nhau. Để anh hắn lời thương lời yêu, lời chàng đám ra đi tìm nữ thần mặt trời. Ngày từng ngày trôi qua anh mãi hát trên đời cao. Bao ngỡ ngàng một đêm gọi em đến trao tình cho anh. Thời gian sao ngừng vội, còn đâu những tháng năm bên nhau. Chờ em bóng đêm dài, chờ em đời chưa sáng cho ta gặp nhau. Để anh hắn lời thương lời yêu, lời chàng đắm xa đi trời, hay từng ngày trôi qua anh mãi hát trên đỉnh cao. Yêu dòng thác, anh thương em.
dây đàn đã đông đầy hồn người sắc hơn đây. Ôi sắc ở đây như sương cay ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do yêu đường xanh thì lên núi mà nghe đàn cha pi. Tôi nghe cha pi không còn không buồn không vui, tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha pi, ôi sắc vào lấy yêu dừng tay ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Còn thương nhau về Buôn Ma Thuột. Đến. Dạ. Vô nha.
nơi thiêng nơi đây thường hòa nắng thế gió vẫn thế đây không quay lại để chào như xưa cười như xưa như vui đông đưa vẫn như ngày nào ta yêu nhau về buôn Ma Thuật còn thương nhau về buôn Ma Thuật em cao nguyên huyền thoại em cao nguyên có sẵn em cao nguyên ở trong vui vừa thân thân vừa xa xôi ê hê có ngày nắng có cái gió có cái đó em không cho em không cho thương nhau về buôn Ma Thuật em cao nguyên huyền thoại em cao nguyên cầu sen cao nguyên ở trong vui vừa thân thân vừa xa xôi ê hê có cái nắng có cái gió có cái đó em không cho thì thôi có cái nắng có cái gió có cái đó em không cho thì thôi có cái nắng có cái gió có cái đó em không cho sau khi ăn tối xong thì tụi mình có đốt lửa trại vui vẻ bên nhau chút tâm sự về những câu chuyện cuộc sống thường ngày có một không khí lạnh ở bên trong bếp lửa thật là tuyệt vời. Giờ sau một đêm ngủ thì sáng rồi mọi người ơi, sáng nay thì mây mù rất là nhiều luôn. Tụi mình đang ở trong mây chứ không phải là trong sương nha. Mây mù rất là nhiều luôn. Thì anh em đang chụp hình. Em xem mình. Xem mình đang chụp hình cái đồng hồ đó. Cái đồng hồ này là đồng hồ mới của xem mình á. Mình thấy rất là tiện dụng luôn. Đồng hồ này đeo rất là tuyệt vời. Nấu nước ăn sáng thôi mọi người ơi. Mình đang nấu nước, tí nữa tụi mình sẽ được ăn mì xúc xích vào buổi sáng, mì nóng luôn. Đặt thằng con rơi. Phát biểu vài câu xíu. Hello. Hiện tại thì mình đang trên đỉnh Đèo Hồng, bây giờ là 7:30 sáng. Thì giờ bắt đầu quang mây rồi. Ngày giờ thì mình ngập trong mây. Bây giờ thì mây nó đã tan bớt rồi. Mọi người xung quanh mọi người đang đứng xanh mây nè. Mọi người đang cố gắng đứng xanh mây. Mong là sẽ có. Mọi người bên này là có những người Mông đang chụp hình với lại mấy cái bạn trong viên nữa. Núi ta đường
Cảm ơn bạn đã coi tới cuối video. Nếu thấy video hay, hãy cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ Team Everest Việt cùng Phan Thanh Nhiên.